2021 là một năm đầy biến động khi dịch bệnh Covid tràn về kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế. Chúng ta đang ở trong thời kỳ giông tố. Nếu như không thể chờ giông tố đi qua thì chúng ta cần phải học cách khiêu vũ trong mưa bão. Hãy chiến đấu kiên cường với tinh thần lạc quan. Chỉ khi trở thành cây cao, bạn mới đủ sức mạnh để đương đầu với gió lớn. Chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của EA đạt được trong rất nhiều tháng qua. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Để hỗ trợ anh chị trong chặng đua nước rút còn 90 ngày này, công ty đưa ra rất nhiều chương trình thi đua hấp dẫn, các sản phẩm mới cũng như chương trình quà tặng cho khách hàng để hỗ trợ anh chị. Trong khó khăn, các bạn đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục vượt khó. Chỉ cần các bạn bền bỉ và kiên định mục tiêu đề ra, tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn. Không gì là không thể đối với những người biết cố gắng mỗi ngày. Thành công là không dừng lại, thành công là không bỏ cuộc. Chỉ những cây cao mới vươn mình đón được ánh bình minh sớm nhất. Chỉ những cây cao mới hưởng trọn được thời tiết tự nhiên. Và chỉ những cây cao mới vươn mình vượt qua sông bão. Tôi tự hào về các bạn. BRT, AA Group is number one in the world. So for AA Vietnam, it's really important. Chào bạn chào, tập trung. Are we ready for a big close for 2021? Sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn vì mục tiêu MDRT danh giá. Suy nghĩ tích cực, hành động quyết liệt, MDRT 2022 tất sẽ về tay. Thành công đối tiếp thành công, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Đích đến COT 2022, hãy chờ tôi trên đỉnh đèn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chinh phục, sẵn sàng chiến thắng. MDRT 2022, OK!